Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề, đấy chính là khi các bạn muốn được quan tâm, muốn được yêu thương và muốn được đối xử như một công chúa thì các bạn đừng cãi nhau. Đừng cãi nhau để được đối xử và để được quan tâm. Mà thay vào đấy mình sẽ dùng những cái cách nó thông minh hơn, cuốn hút hơn để được người đàn ông đối xử với mình như một công chúa. Các bạn nhá, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Điều đầu tiên mà các bạn cần phải làm đấy là các bạn cho nhau thời gian bình tĩnh lại nếu như các bạn có những cái mâu thuẫn hoặc có những cái điều mà khiến các bạn khó chịu hoặc bực mình. Các bạn thân mến, nhiều các cặp đôi khi mà không có được những cái thứ mình muốn ấy thì các bạn thường là các bạn sẽ cãi nhau. Các bạn sẽ lựa chọn cái phương pháp là cãi nhau, nhưng mình khuyến khích các bạn rằng các bạn đến với nhau với cái mục đích mà luôn luôn nhớ đến cái mục đích của tình yêu là để làm cho nhau hạnh phúc. Cho nên đừng bao giờ có cái khái niệm là cãi nhau trong tình yêu. Đừng bao giờ nhận rằng bạn đang cãi nhau hoặc bạn có dự định cãi nhau. Mà hãy biết rằng mình, trong đầu của mình khi mình bước đến tình yêu chỉ có khái niệm là bọn mình trao đổi ý kiến, trao đổi quan điểm với nhau, chứ không có khái niệm bọn mình cãi nhau. Vì đấy là người các bạn yêu, các bạn không cãi nhau để làm gì cả. Đúng không các bạn? Mà nếu như có những cái điều bức xúc ở trong người không thể giải quyết được ngay và luôn, mà mình muốn cãi nhau lắm rồi thì mình dừng lại, mình cho nhau thời gian để bình tĩnh lại và hãy có một cái quy định. Cũng giống như vợ chồng mình ấy, luôn luôn có một cái quy định là khi mà mình giận nhau hoặc mình tức nhau hoặc lúc nào đấy cảm xúc nó khó chịu, nó tăng lên ấy, mà mình chuẩn bị nói những câu không hay, dừng lại ngay. Quy định của bọn mình trong cuộc sống tình yêu và hôn nhân ấy, tức là khi mình chuẩn bị tức giận hoặc khi tức giận, không nói gì hết. Đấy là cái điểm quan trọng để không có làm tổn thương nhau. Rồi sau khi bình tĩnh lại để có thể chia sẻ quan điểm với nhau thì chúng ta sẽ chia sẻ quan điểm. Thì đấy là cái điều đầu tiên thì các bạn cần làm để các bạn có được những thứ mình muốn. Các bạn sẽ được quan tâm, được yêu thương, chứ đừng cãi nhau để gây sự chú ý với người kia. Rất nhiều bạn ấy giết chết tình yêu bằng cái việc là mình muốn được quan tâm, người ta không quan tâm mình. Mình cãi nhau, mình chửi nhau, mình chỉ trích, mình mắng mỏ. Và thế là các bạn càng không có được những thứ mình muốn và cuối cùng tình yêu chết hẳn. Cho nên mình hy vọng rằng mình chia sẻ cái bí quyết của mình, các bạn cũng sẽ ứng dụng vào trong cái cuộc tình và cái cuộc hôn nhân của các bạn ý. Thì các bạn sẽ không có sự tổn thương nào hết, mà đằng sau đó chỉ có sự trao đổi quan điểm và tư tưởng với nhau thôi. Và cái điều số 2 mà các bạn cần làm để có được sự quan tâm, có được sự yêu thương, trân trọng và được đối xử như một công chúa, đấy chính là các bạn hãy tạm gác lại việc các bạn đang có cảm xúc như thế nào, mà hãy tập trung vào cái việc bạn biết rằng mình xứng đáng được đối xử như thế nào. Hãy nghĩ xem bạn xứng đáng được đối xử như thế nào. Cách bạn xứng đáng được đối xử là ra sao? Rất nhiều bạn không có được cái ứng xử mà mình mong muốn bởi vì là các bạn chỉ tập trung vào những cái điều các bạn không muốn thôi. Các bạn chỉ tập trung vào cái việc câu nói, cử chỉ của người kia mà làm cho mình không vui. Nhưng mình cũng không chia sẻ với họ, mình không nói với họ. Mình chỉ tập trung vào thậm chí đôi khi có những bạn bảo tại sao tức, không biết tại sao tức, chỉ biết là anh ấy đã làm một cái gì đó, mình tức lắm. Cho nên đấy chính là lý do mà mình muốn nói với các bạn, hãy tạm gác lại cái chuyện là bạn đang có cảm xúc như thế nào, mà hãy tập trung vào cái việc bạn xứng đáng được đối xử như thế nào. Bạn xứng đáng được đối xử như thế nào, và rồi chia sẻ với người kia về cái điều đó. Là nếu anh đối xử như thế này, nếu anh nói câu này, em sẽ rất vui, sẽ rất hạnh phúc. Đấy, cái điều này nó chỉ có được khi các bạn biết rằng mình xứng đáng được đối xử như thế nào mà thôi. Và các bạn trao đổi với người kia về cái cách mà bạn thích được đối xử, về cái cách người ta làm sẽ làm bạn vui ra sao. Thì đấy là cái cách mà bạn chỉ dẫn cho người đàn ông cách để đối xử với bạn như một công chúa. Còn nếu các bạn cứ chỉ tập trung vào cảm xúc khó chịu và tức giận của mình, bạn sẽ cho người đàn ông có cơ hội để làm tổn thương bạn, làm bạn đau hơn, mà bạn không có được những thứ mình muốn. Thế cho nên đây là một cái điều mà nhất định các bạn phải nhớ nhá. Tập trung vào cái việc mình xứng đáng được đối xử như thế nào. Mỗi lúc có những cái sự kiện và sự việc không được như ý thì mình biết rằng có những thời điểm trong cuộc sống của mình sẽ không có hoặc chưa có được những cái thứ mình muốn hoặc cách đối xử mà mình xứng đáng có được. Nhưng mình phải luôn luôn tâm niệm và luôn luôn nghĩ về hướng tới cái cách mà mình xứng đáng được đối xử, để dần dần mình trao đổi nó với đối phương, thể hiện niềm vui, niềm hạnh phúc của mình. Nếu như nếu anh ấy ứng xử như thế này, nếu anh ấy ứng xử như thế kia, thì bằng cách đấy bạn sẽ biết làm như thế nào để mình có được những thứ mình muốn. Cái điều thứ 3 để các bạn sẽ được người đàn ông trân trọng và đối xử như một công chúa,
Đấy chính là luôn luôn có tiêu chuẩn và giữ đúng cái tiêu chuẩn của mình. Tiêu chuẩn như thế nào? Ví dụ, tiêu chuẩn của các bạn tức là các bạn chỉ yêu một người đàn ông mà người ta chung thủy với mình, chân thành với mình và nghiêm túc với mình thôi. Thì chính cái điều này nó sẽ là một cái kim chỉ nam cho các bạn để các bạn không bao giờ đi lệch hướng. Bởi vì những cái tiêu chuẩn các bạn đã có đấy, chỉ cần trong quá trình tìm hiểu một người đàn ông, anh ta không nghiêm túc với mình, anh ta có một cô gái khác, hoặc anh ta coi thường hạ thấp mình, anh ta làm mình mất mặt xấu hổ, ví dụ những cái điều đấy, nó thể hiện anh ta không chân thành, không nghiêm túc, không chung thủy. Thì theo nguyên tắc của mình, theo tiêu chuẩn của mình, anh ta sẽ phải bước ra cuộc sống của mình. Thì chính cái điều đấy nó là một cái tầng, cái lớp sàng lọc để các bạn chỉ cho một người đàn ông xứng đáng được các bạn yêu thương bước vào cuộc sống của các bạn mà thôi. Vì trong cuộc sống các bạn sẽ phải biết như này, bạn không thể kiểm soát được có những người đàn ông như thế nào sẽ bước qua cuộc sống của các bạn. Nhưng các bạn có quyền quyết định trong cái việc người đàn ông nào sẽ được phép lưu lại trong cuộc sống của bạn và đồng hành cùng các bạn trên con đường hạnh phúc. Cho nên điều này cực kỳ là quan trọng. Nhiều khi các bạn cứ bảo là em đã làm tất cả những cái điều mà chị nói mà em không có hạnh phúc là sao? Mình không có hạnh phúc là bởi vì mình trong cái khâu chọn đàn ông, mình đã chọn sai một người đàn ông rồi. Ví dụ các bạn nghe mình ở cái điểm là cứ cao thượng, cứ tốt đẹp, cứ mang đến những cái điều tốt đẹp nhất, nhưng các bạn lại ứng dụng vào một người đàn ông họ không chung thủy, không nghiêm túc với mình, thì cuối cùng là các bạn vẫn cứ đau khổ thôi, đúng không? Cho nên là cái gì cũng thế, mình phải ứng dụng sao cho nó phù hợp. Và cái bước quan trọng của các bạn đấy là sàng lọc một người đàn ông xứng đáng để bước vào trong cuộc sống của các bạn. Đừng vội vàng, cũng đừng lo lắng, bởi vì hành trình của các bạn là như thế, đi chậm hay đi nhanh các bạn cũng sẽ tới đích. Và phải biết rằng có những người bước vào cuộc sống của mình sẽ có những người không xứng, sẽ có những người không phù hợp và họ phải bước ra. Thì đấy chính là tâm lý của một cô gái mà sẽ chỉ cho những người đàn ông xứng đáng bước vào. Và vì thế cô ấy mới được đối xử như một công chúa. Chứ khi mình khó chịu, khi mình bực, mình chả có lý do gì mà mình cãi nhau để làm gì cả. Các bạn cãi nhau thì người ta sẽ trở thành một người nghiêm túc với các bạn à? Các bạn cãi nhau thì người ta sẽ trở lại một người chung thủy với các bạn trong khi người ta đã phản bội à? Không. Việc của các bạn chỉ là nhìn xem ứng xử của người ta xem có phù hợp với những tiêu chuẩn của mình không. Không phù hợp, xin mời bước ra. Vậy thôi, không nói lời thứ hai. Thì đấy chính là cái cách mà các bạn sàng lọc và lựa chọn cho mình một người đàn ông sẽ biết cách làm sao để đối xử với các bạn như một công chúa. Điểm số 4 ở một cô gái mà sẽ được đối xử như một công chúa rất là quan trọng ạ. Đấy chính là các bạn phải thường xuyên trao đổi với cái cách mà các bạn muốn được đối xử như thế nào với người đàn ông. Vì thực sự nếu như người đàn ông mà các bạn đang yêu là người thực sự yêu các bạn, họ sẵn sàng là người cung cấp cho các bạn những cái điều mà khiến cho bạn vui nếu như người ta biết rằng đấy là cái điều mà các bạn muốn. Nhưng nhiều khi các bạn chỉ biết mắng mỏ, các bạn chỉ biết chỉ trích, các bạn chỉ biết nói rằng mình khó chịu, mình không vui mà không nói với họ rằng làm như thế nào bạn sẽ vui. Cho nên một cô gái mà được đối xử như một công chúa là một cô gái biết trao đổi cho người đàn ông biết mình muốn cái gì, mình muốn được đối xử như thế nào. Vì nói thật với các bạn, người đàn ông họ không phải là thần thánh phương nào mà họ đọc được cái suy nghĩ của các bạn. Và sở thích của mỗi người là khác nhau. Ví dụ, có những cô gái khi mà đi ra đường á thì thích được người đàn ông thắt dây giày cho mình, mình cảm thấy mình như một công chúa, mình thích cái cảm giác được chăm sóc như thế. Có những cô gái xuề xòa, tôi không thích như thế, tôi thích người đàn ông chiều tôi theo cách khác cơ. Tôi thích anh ấy mỗi một ngày anh ấy nghĩ xem tôi thích ăn gì, anh ấy nấu ăn cho tôi những cái món ăn mà tôi thích, thì đấy mới là cái cách mà tôi thấy mình được yêu. Có những cô gái thì thích lãng mạn, có những cô gái không thích lãng mạn mà thích những hành động thực tế, đúng không? Thì bạn thích như thế nào, bạn phải chia sẻ thì người ta mới biết được. Chứ đừng để người đàn ông người ta phải đoán, xong rồi đoán không đúng bắt đầu các bạn bực mình, các bạn khó chịu nhá. Hãy chia sẻ cho người đàn ông biết cách bạn muốn được đối xử như thế nào với những cảm xúc tích cực. Ví dụ, em chỉ thích mỗi ngày mà được anh nấu cho em những món mà em thích thôi, chỉ có anh nấu em mới thấy ngon thôi ấy. Ví dụ như thế. Đấy là cái động lực mà để người đàn ông thấy rằng à, cô ấy thích được mình nấu ăn, đúng không? Chứ không phải nói câu là tại sao anh chẳng bao giờ biết tâm lý như người ta thế, không bao giờ biết nấu ăn cho người phụ nữ là như thế nào. Anh nghĩ như thế có phải là một người đàn ông tốt không? Tôi thật là bất hạnh khi có một người đàn ông như anh. Ví dụ như thế. Thì hai cách nói nó hoàn toàn khác nhau đấy. Cái kết quả nó sẽ khác nhau. Cho nên hãy học cách trao đổi những cái mong muốn của mình với người kia và chỉ cho họ biết làm như thế nào bạn sẽ hạnh phúc, bạn sẽ vui, bạn thích như thế nào nhá. Và cái điểm số 5 ở một cô gái sẽ được một người đàn ông rất trân trọng và bạn sẽ được anh ấy đối xử như một công chúa, đấy chính là
đôi khi học cách không quan tâm người khác làm gì, nghĩ gì, mà hãy học cách quan tâm đến việc mình cần phải làm gì. Các bạn ạ, đôi khi trong cuộc sống và trong tình yêu, có những lúc người đàn ông của các bạn sẽ không làm theo ý các bạn. Người ta sẽ làm sai, người ta sẽ làm cho các bạn bực mình, khó chịu, tức điên lên. Sẽ có những lúc như thế. Nhưng những lúc như thế hãy nhắc nhở bản thân mình rằng tạm thời gác đi cái việc anh ta làm sai cái gì hoặc anh ta đang nghĩ gì. Mình nghĩ xem trong tình huống như thế này, một cô gái đúng đắn, một cô gái thông minh, một cô gái khôn ngoan sẽ làm gì. Mình tập trung vào việc mình nên làm gì với chính mình thì nó quan trọng hơn là cái việc cứ phải nghĩ xem anh ta đang nghĩ gì, anh ta đang làm gì, anh ta thế nào. Nếu bạn cứ để anh ta làm trọng tâm trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ thất bại. Mà bạn phải để bạn, cảm xúc của bạn, cách sống của bạn nó làm trọng tâm. Để mình biết rằng à, người đàn ông có thể ứng xử sai, nhưng mà mình biết mình cần phải làm gì để ứng xử đúng. Thì sau những cái sai đấy, người ta sửa thì cuộc sống của người ta sẽ vui hơn, sẽ tốt hơn. Người ta không sửa, mình cũng không có trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm cho những cái sai trái của họ, đúng không? Hãy học cách thanh thản như thế để có một cuộc sống nó thoải mái hơn dành cho chính mình, các bạn ạ. Thì đấy là những cái điều mà hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn, để các bạn sẽ có một cuộc sống thoải mái, không áp lực, không phải cãi nhau và được đối xử với sự trân trọng và được coi như một công chúa. Đấy là những bí quyết của mình. Không biết các bạn có những suy nghĩ gì, hãy để lại ở phần comment nhé. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tư vấn tình cảm cho một bạn gái. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của bạn ấy nhé. Bạn ấy có nói như thế này: chị ơi, chị tư vấn cho em một chút được không ạ? Em với người yêu em quen nhau được 1 tháng. Người yêu em, anh ấy lớn hơn em 16 tuổi lận. Em thì từ trước đến giờ cũng chưa yêu ai cả, mới chỉ thích thích thôi. Hồi còn đi học em có quen một người, nhưng khi chia tay thì người ấy lại không nói gì, chỉ im lặng rời đi. Lúc ấy em thực sự rất khó chịu. Từ đó trở đi em không bao giờ mở lòng với ai nữa. Cho đến thời gian gần đây em có gặp được người yêu của em. Anh ấy là một người rất chững chạc, nhưng em vẫn cảm thấy hơi tự ti vì nhà anh và nhà em khác nhau hoàn toàn. Anh ấy là giám đốc của một công ty lớn, trong khi em thì hoàn cảnh lại không được tốt. Em cũng chỉ đi làm bưng bê thôi. Lúc đầu em còn dè chừng lắm, em thực sự không dám tin tưởng anh ấy, vì em nghĩ anh ấy thiếu gì các cô gái vây quanh, mà việc gì phải theo đuổi một cô gái nhà nghèo như em. Nhưng anh ấy nói không quan trọng giàu nghèo, anh ấy còn muốn về nhà em nữa. Nhưng em không dám tự ý quyết định, mà em hỏi ý kiến gia đình. Ban đầu gia đình em cũng y như em, sợ em bị lừa, nhưng thấy anh ấy khá chân thật nên gia đình em cũng đồng ý. Rồi anh hẹn em ngày về. Nhưng bọn em ít nhắn tin với nhau lắm. Nick Zalo anh xài để nhắn cho em cũng là Zalo ảo, chưa bao giờ anh cho em biết Zalo thật của anh ấy. Có khi 5-6 ngày anh ấy mới online Zalo và nhắn tin cho em. Câu cửa miệng của anh ấy lúc nào cũng là xin lỗi em, anh bận công việc quá. Em cũng hiểu và thông cảm cho anh ấy. Đến ngày về thì anh ấy lại nói cửa hàng gặp chuyện nên anh chưa thể về được. Anh rời lại sau đó 4 ngày, em cũng mong anh về lắm chứ. Nhưng cuối cùng đến ngày ấy anh ấy lại không về được vì có công việc. Lúc đó em thực sự rất tức giận. Em đã chuẩn bị mọi thứ để chờ anh ấy về, vậy mà anh ấy toàn hứa hẹn. Trong lúc tức giận quá, em có nói lời chia tay nhưng anh ấy không đồng ý. Rồi từ lúc đó anh ấy cũng không liên lạc gì với em nữa. Đến ngay hôm sau, em hỏi anh ấy tình cảm của anh ấy đối với em là thật hay chỉ là vui đùa. Anh ấy trả lời là thật. Anh còn định dẫn mẹ của anh ấy về gặp gia đình em để bàn chuyện cưới xin. Nhưng em đắn đo lắm, làm sao có thể tin tưởng một người đàn ông mình vừa mới quen mà chưa chi đã đòi cưới mình. Rồi anh ấy nhắn tin nói, em hãy tin anh và hiểu cho anh. Mỗi lần anh ấy làm sai điều gì với em, anh ấy đều thề thốt trên sự nghiệp của anh ấy và cả linh hồn của ba anh ấy nữa. Em đã luôn cố gắng hết sức để tin tưởng và hiểu cho anh, nhưng dạo gần đây, dịp cuối năm, anh ấy cũng chẳng nhắn tin cho em mấy. Mỗi lần em nhắn tin thì chẳng bao giờ thấy anh trả lời lại. Em cũng nghĩ chắc anh ấy bận nên thôi, không dám làm phiền anh ấy nhiều. Nhưng anh ấy cứ dần dần mất hút, nhắn hỏi thăm anh ấy mà anh ấy chưa bao giờ trả lời em cả. Em hỏi anh ấy có muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa không? Thì anh nói với em, chứ đừng im lặng. Thì anh ấy chỉ nói đúng một câu, vợ hâm này. Rồi từ hôm đó mất tăm mất tích luôn. Em gọi cho anh ấy thì anh ấy toàn tắt máy. Nick Zalo chính em kết bạn anh ấy cũng không chấp nhận. Hôm Noel em cũng nhắn tin cho chúc anh Giáng sinh vui vẻ thì anh ấy cũng trả lời lại ngay sau đó, vẫn là câu anh xin lỗi em. Dịp cuối năm anh quá bận rồi không nhắn tin gì cho em hết nữa.
Hôm nay em xảy ra chuyện, em nhắn tin anh ấy cũng không trả lời lại hay gì. Em không biết anh ấy sao nữa ạ. Thực sự em rất ghét sự im lặng. Em không biết là do bận thật hay là anh ấy đã chán em hay như thế nào nữa. Dù gì cũng phải nói với em một câu, đằng này cứ im lặng vậy hoài, thêm gia đình em nữa. Đều nói rằng em bị lừa rồi, càng là em cảm thấy khó chịu. Em bị mất ngủ tới mấy ngày nay, cũng suy nghĩ chuyện giữa em và anh ấy, em thực sự thấy buồn. Lâu lắm rồi em mới dám mở lòng yêu một người, vì em sợ yêu lắm. Em sợ bị tổn thương, vậy mà khi em vừa mới mở lòng chưa được bao lâu thì lại bị như thế này. Thực sự bây giờ em không biết phải làm gì. Em không biết có nên chia tay anh ấy càng sớm càng tốt hay không, chứ mỗi ngày cứ trông mong anh ấy rồi lại càng ngày càng mất hút dần. Em thực sự bị mệt mỏi với chuyện này. Em thân mến, nghe câu chuyện của em thì có thể nói rằng ai đọc câu chuyện của em thì cũng thấy rằng chàng trai mà em đang yêu có vấn đề. Một người mà yêu em thật lòng không bao giờ có cái chuyện là kết nối Zalo không kết bạn, không kết bạn Zalo chính thức, hay là gọi điện mà không dám nghe máy. Em ạ, chỉ cần một cái điều rất nhỏ đấy thôi, chỉ cần với một cái chi tiết đấy đấy thôi đã có thể nói rằng anh ta không có nghiêm túc với em rồi. Còn cái động cơ mà anh ta tiếp cận với em, rồi nói yêu em, rồi nói về nhà thăm gia đình em, rồi nói chuyện cưới xin, động cơ là gì? Chúng ta không biết, đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể biết một điều, đó là anh ta không nghiêm túc với em. Anh ta không yêu em. Nói thẳng một câu là anh ta không có yêu em. Vì yêu em, không ai làm như thế cả. Thứ nhất, em nói rằng cái anh này cũng hơn em khá là nhiều tuổi, 16 tuổi. Thì chị nghĩ là khả năng rất lớn là anh này đã có gia đình rồi. Hoặc là tiếp xúc với em để chứng minh rằng khả năng đàn ông của mình, để chứng minh rằng mình vẫn còn có khả năng tán những cô gái trẻ. Ví dụ như thế. Chị không nói là tình huống là như vậy, nhưng có thể đó là một trong những lý do. Em nhá, em phải tỉnh táo. Vì không bao giờ chấp nhận một người đàn ông mà người ta không kết nối Zalo với mình, không dám kết nối Facebook hay là Zalo hay là những cái tài khoản chính thức của người ta. Không có người nào yêu thật lòng mà không dám kết nối những cái đó cả. Thậm chí có những người không yêu thật lòng mà người ta vẫn dám kết nối những cái đấy. Chị nói thật đấy. Chứ đừng nói là yêu thật lòng mà lại không kết nối như thế. Một cái chi tiết nhỏ này thôi nhưng nó cũng chứng minh quá rõ ràng rằng em không là gì trong cuộc sống của anh ta cả. Và rồi anh ta cất lần hết lần này đến lần khác về gia đình của em nhưng mà lại không gặp. Quá rõ ràng rồi còn gì nữa, đúng không? Chị biết là em cũng trong lòng cũng nhận ra điều đấy rồi, nhưng tại vì mình có tình cảm và tại lâu lắm rồi mình mới mở lòng với một người, nên là mình không dám tin những cái điều đó là sự thật, những cái lời hẹn ước rồi những cái lời nói của anh ấy, rồi anh thề thốt như thế này thế kia. Thì nó như là một cái điều mà cứ làm mình níu lấy để mình có niềm tin hơn ấy. Nhưng mà nó cũng không thể phủ nhận được cái sự thật rằng em không là gì trong cuộc sống của anh ta cả. Và anh ta không có nghiêm túc với em, sẽ không có đám cưới đâu em. Và ngay cả khi anh ta muốn cưới em thì cũng đừng đồng ý. Bởi vì với tất cả cái biểu hiện của anh ấy, anh ta không hề là một người thực sự yêu. Và hơn nữa là em cũng không hề hiểu về anh ấy. Em không hề hiểu về anh ấy. Em không biết gia đình của anh ấy như nào, bối cảnh ra sao, cuộc sống ra sao. Anh là tổng giám đốc của công ty lớn như thế. Em chỉ nghe anh ấy nói thôi, hay là em tận mắt nhìn thấy, hay là em đã đến công ty giấy rồi để nhìn thấy anh thực sự là tổng giám đốc ở đấy, đúng không? Đôi khi có những người đàn ông người ta thích cái cảm giác chinh phục, thích cái cảm giác mà có một người thực sự yêu mình, cảm giác mà mình được yêu. Và anh ta tự bịa ra. Có thể chị không nói là người đàn ông này bịa, nhưng có những người như vậy, họ bịa ra. Họ tự cho mình là hồi tổng giám đốc của một công ty rất lớn, và để cô gái kia thích mình, yêu mình. Và đối tượng của họ thường là hay là những cô gái trẻ và có ít kinh nghiệm tình trường, để họ lừa. Lừa để làm gì? Đôi khi cũng chẳng phải là người ta lừa tiền hay lừa tình. Em thì chưa bị lừa tình, đúng không? Thì có những người người ta muốn lừa tiền, lừa tình. Có những người thì người ta đơn giản là để thỏa mãn một cái mong muốn là mình là một người đàn ông hấp dẫn. Vẫn có những cô gái trẻ đam mê mình, yêu mình và sẵn sàng cưới mình, trong khi mình ở cái tuổi này rồi, ví dụ thế. Thì em cần phải tỉnh táo nhá. Trong tình huống của em, chị nghĩ rằng em nên kết thúc. Em có thể nhắn cho anh một cái tin hoặc nói chuyện với anh ấy. Em hãy nhắn cho anh một cái tin và kết thúc ngay và luôn. Đấy chính là em không còn sức để chơi cái trò chơi tình yêu này với anh nữa. Chúng ta kết thúc nhá. Thế thôi, không cần phải nói nhiều nữa em ạ. Bởi vì vốn dĩ trong cái tình cảm này em chưa bao giờ được anh ấy nghiêm túc cả. Chị nói như vậy không phải là để kích động em, bởi vì rất là thương, thương em. Nhưng chị muốn em nhận ra đúng cái sự việc nó như thế nào, cái tình huống như thế nào. Thực sự với cái tình huống mà em kể thì không có một ai mà nói rằng anh ta là người nghiêm túc cả. Thực sự đấy. Hoặc cũng có thể là anh ta có cái vấn đề gì đó uẩn khúc. Chứ còn một người bình thường thì anh ta không bao giờ làm như thế cả. Ví dụ là anh có những cái tình huống nó rất là phức tạp mà anh ta không dám công khai cái Zalo thật của anh ta. Một là có vợ rồi,
hai là đang bị truy nã mà không để người khác biết tung tích của mình ở đâu. Ví dụ đấy, chị chỉ những cái tình huống mà chị nghĩ ra như vậy thôi. Nhưng nói chung vì bất kỳ cái lý do gì thì với tất cả những cái điều mà anh ấy đối xử với mình, em cần dừng lại ngay và luôn em nhá. Đương nhiên chị biết rằng với tất cả những cái quãng thời gian em đã từng trải qua, em không dám mở lòng với ai, bây giờ mới mở lòng thì sẽ bị tổn thương. Nhưng mà mình cũng phải cảm thấy may mắn bởi vì mình nhận ra cái vấn đề này sớm. Mình không có dấn thân lâu vào nó, bởi vì em nói là mới quen được có 1 tháng thôi mà, đúng không? Thì mình sẽ vượt qua nó. Em phải biết như này, hãy luôn luôn có niềm tin và tình yêu. Chỉ cần mình đủ bản lĩnh, mình đủ kiến thức, mình đủ tự tin, mình đủ cái ý thức về giá trị của bản thân thì em nhất định sẽ có hạnh phúc. Người này không xứng đáng với em, cho anh ấy bước ra đi và em tiếp tục đi trên con đường của em. Và lần sau chị nghĩ rằng em nên chín chắn hơn trong tình yêu, ở cái chỗ là mình không dễ dàng để đặt tình cảm với một người. Mình phải tìm hiểu kỹ về người đó đã. Không phải là 1 tháng cái là đòi cưới luôn được không? Không có cái chuyện như thế nhá. Mình phải nghiêm túc với họ. Mình phải nhìn xem cái độ nghiêm túc của họ như nào, cái độ thật của họ ra sao, cái sự chân thành của họ đối xử với mình như thế nào. Còn ở đây anh không, chị không, còn ở trong tình huống này chị không nhìn thấy bất kỳ một cái hành động nào nó chứng tỏ rằng anh ta thật lòng với em cả nhá. Cho nên là bây giờ chúng ta kết thúc. Chị biết là nó, em sẽ đau, nhưng mà thay vì cảm thấy buồn, hãy cảm thấy vui và cảm thấy may mắn vì mình đã nhận ra cái người đàn ông này sớm. Có thể tất cả những cái thứ anh ta vẽ trước mặt em là một người đàn ông thành đạt tổng giám đốc của một công ty lớn, có thể nó cũng chỉ là giả thôi, để cho em thích những cái đó. Chị đang nói là có thể là như thế. Những người đàn ông người ta đi tán gái thì thường là người ta phải có cái chiêu của người ta chứ, đúng không em? Có chiêu thì các cô gái mới bị thu hút chứ. Cho nên là bây giờ mình phải tỉnh táo hơn, mình chín chắn hơn, mình nhận ra là ai mới là người thật lòng với mình, người ta, ai mới là người chân thành với mình. Còn bây giờ hãy bước qua em nhá. Chỉ có một cái phương án như vậy thôi. Và cắt đứt cái mối quan hệ này đi, tiếp tục sống cuộc sống của mình. Mới chỉ có 1 tháng thôi, em sẽ bị tổn thương nhưng mà cố gắng vượt qua em nhá. Chứ còn chị nghĩ là nếu em tiếp tục với cái anh này thì chị không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai với em. Có những cái vấn đề mà em không có lường trước được, rồi những cái rắc rối, rồi những cái vấn đề rất lớn xảy ra mà đôi khi có khi chính bản thân em cũng không thể chịu đựng được đâu. Cho nên là đừng tiếp tục cái mối quan hệ này nữa, cắt đứt luôn nhá. Đương nhiên đứng trên cương vị của một người muốn những điều tốt nhất cho em thì chị đưa ra những cái tư vấn đó. Nhưng mà cuối cùng thì quyết định như thế nào vẫn là ở em thôi nhá. Hãy đưa ra những quyết định sáng suốt để mình có thể đón nhận cái hạnh phúc nó thực sự thuộc về mình. Em còn rất trẻ mà, tương lai còn rất dài, cơ hội và những người đàn ông tốt vẫn còn chờ đợi em rất là nhiều. Nên đừng buồn, đừng bi quan nhá, hãy cố gắng lên. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thích những chia sẻ của mình, đừng quên nhấn vào like, subscribe và share video này nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.